Chào anh em nhé. Sau đây mình sẽ hướng dẫn cho một số anh em mới và gọi là server mới cách sandbox trung lập khi lên level 250. Thì ở đây anh em mình vào bot này, phần bot trung lập. Thì trong đây nó có các mốc thời gian mà các bot trung lập hiện ra này. Thì hiện tại là anh em nên ăn con nào càng cao thì càng tốt. Thì hiện tại bây giờ mình vào đây cho anh em xem nhé. Thì hiện tại là các vật phẩm trong bot trung lập nó có được các vật phẩm như thế này. Đấy. Khi mà anh em lên level 250, vật phẩm quan trọng nhất của anh em là đá trang bị giáp. Đấy. Thì hiện tại là khi mà anh em săn bot, may mắn lắm thì nó sẽ rơi ra cái lông chim. Chứ không thì anh em nên cố gắng ăn được cái ngọc này. Đấy, đá này. Anh em vào sàn bot này. Thì khi mà vào ấy, nó không thể bình yên như thế này đâu. Mọi người sẽ tranh nhau ăn bot và đánh con bot rồng này. Đấy là khi bắt đầu level 250. Thì bắt đầu vào. Đấy. Và sàn bot. Thì khi mà sàn bot nó có rất nhiều người đứng xung quanh nhau và tranh nhau với mình. Ví dụ như đây cái thằng này này, Brand đen này. Đấy. Thì nó có thể giết mình để tranh cái con bot này. Thì anh em ví dụ như tôi giết nó này. Đấy. Thì vừa giết nó. Giết nó thì khi nào cái tên của mình nó hiện là chữ ở trên đây, có chữ gọi là đã cướp, thì khi mà anh em trụ đến cuối cùng mà giết được con bot này thì anh em sẽ được thưởng. Thưởng các cái đồ vật phẩm như vừa xong. Đấy. Đồ vật phẩm như thế này. Đấy. Đây. Đồ vật phẩm như thế này. Và quan trọng nhất là cái vật phẩm này. Để sau này anh em sẽ nâng cấp giáp cho nhân vật của mình. Thì một chỉ một người duy nhất giết bot cuối cùng thì mới được thưởng nhé. Còn tất cả các người khác đều không được thưởng. Thì thường thường vui mạnh thì một số người level cao với lực chiến mạnh thì sẽ canh và giết những người của vui khác để cho mình ăn cái con bot đấy. Đấy, ví dụ như mấy con này thì bên server mình đang tranh nhau ấy. Thì khi mà được cái đá ấy rồi thì đây nó hiện ra cái chữ bộ nhá, anh em mình có nhá, bộ này, em vào này nó có các bậc. Từ bậc 1 đến bậc mấy thì mình chưa biết, mới nâng được bậc 3 thôi. Thì mỗi một lần nâng thì đâu đó mất khoảng đây này. Đấy. Từ đầu là mấy chục cái viên này thôi. Sau này nó lên mấy trăm một viên để nâng một bậc. Thì nâng cái này nâng lên lực chiến rất là nhanh. Đấy. Thì ngoài cái đó thì anh em còn cường hóa bộ nữa. Thì đấy, trước mắt là như vậy đi. Thì sau này thì có cái gì hay mình sẽ bot thêm. Chào anh em. Nhớ đăng ký kênh và ấn vào chuông khi mà mình ra clip thì anh em có thể theo dõi. Có gì chưa hiểu thì cứ comment bên dưới nhé. Bình luận.